Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm cái video chia sẻ với các bạn là cách gỡ bỏ triệt để cái driver của các màn hình Intel, AMD hay là NVIDIA. Đó, ví như đấy mình sẽ gỡ các màn hình của NVIDIA thì mình sẽ cài đặt các phần mềm DDU, ví dụ như ở đây là DDU, các bạn nhập ở trên này là DDU thì các bạn sẽ ra DDDU. Đấy, thì các bạn sẽ ra đấy, DDU Direct này. Thì các bạn sẽ ra cái trang Display Driver Intruder đấy, Direct Vision này. Thì các bạn vào đây, Vision ở đây là mới nhất là 18.0.5.1. Thì các bạn download về. Ở đây mình sẽ đào cái đe, kéo xuống và đào cái dòng rưỡi này. Sau đó thì mình sẽ chờ một lúc. Chờ một lúc thì nó sẽ tự động tải xuống. Đấy, nó đang tải xuống rồi. Tải xuống, bây giờ mình sẽ tiến hành tải về. Đấy. Tải về cái trình điều khiển này. Và tải về cái thông tin này. Sau đó thì các bạn sẽ bấm vào. Đấy, bấm vào cái này để, hoặc là các bạn bấm là giải nén ra, ví dụ như đây mình bấm giải nén ra, sau đó mình bấm vào đây, mình sẽ bấm vào phần Display Driver and Controller. Đấy, bấm vào chọn yes, sau đó hiện ra như này. Bây giờ mình sẽ tiến hành xóa bỏ tất cả đấy và mình sẽ chọn GPU. Ở đây mình chọn GPU của NVIDIA, AMD, Intel cũng như NVIDIA. Đấy. Sau đó thì mình sẽ nhấn vào đây là, ví dụ như đây là bình thường nó sẽ chạy ở đây, trên này mình sẽ chạy ở dưới này. Đấy. À, mình sẽ nhấn clean. Đấy. Nhấn shop gỡ bỏ. Và tắt máy. Thì các bạn chờ một lúc thì để cái phần mềm này nó chạy các bạn nhé. Bạn cứ chờ một lúc các bạn nhé. Đấy. Chờ một lúc phần mềm này nó sẽ chạy. Đấy, gỡ bỏ xong thì máy chúng ta sẽ tự động tắt. Tắt máy và các bạn đến lúc nào các bạn bật lên ấy, thì các bạn sẽ cài lại cái trình điều khiển. Đó, cài lại cái trình điều khiển driver các bạn ạ. Sau khi gỡ xong nó không còn gì các bạn ở trong này. Đấy, mất tích hết rồi. Bây giờ mình sẽ giải nén ra và cài đặt. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã đón xem và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Goodbye các bạn.